chào tất cả các thành viên của Toy Station. Hôm nay, một dòng đồ chơi mạnh khuỷu tay đã theo đuổi từ Series 1, một dòng đồ chơi đến từ thị trường Nhật Bản. Chính xác luôn là hãng Grement và cũng đã được các bạn ủng hộ và yêu thích rất là nhiều ở trên kênh Toy Station. Một lần nữa xin giới thiệu với các bạn dòng Pokemon Terrarium Collection Series mới nhất, Series 6. Ta-da-ding. Đây các bạn ơi, lần này chúng ta có một cái hộp phải gọi là nguyên vẹn tới cả cái bao ly lông ở bên ngoài luôn nè. Không thể tin được. Từ trước giờ thì anh có thể cũng đã order rất là nhiều ở thị trường Nhật Bản về rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên các bạn xem nè. Rồi cái hộp này nó được ship về rất là nguyên vẹn luôn. Cực kỳ thỏa mãn. Không có một vết xước nữa. Và đây cũng sẽ là lần đầu tiên mà được chính tay bóc cái bao ly lông của cái series này. Đấy. Tại mấy lần trước là nó không có cái bao ngoài như vậy. Mở ra là nó đã cái hộp rồi. Ok, xem nào. Đấy, cho các bạn xem một vòng của chiếc hộp nguyên này. Đấy. Đây là cái tem siêu quen thuộc. Và nếu như còn nguyên thì chắc chắn ở bên trong này chúng ta sẽ bảo đảm có được trọn bộ 6 quả cầu Pokemon trong suốt. Mở siêu ra nào. 1, 2, 3. Wow. Nếu như được trưng bày bán lẻ ở trong một cái cửa hàng nào đó thì cái bộ này nó sẽ nhộn như vậy nha các bạn. Đó. Khách hàng sẽ có thể ngẫu nhiên chọn một trong 6 cái hộp này lấy ra như thế này. Rất là tiện lợi và trông cũng rất là đẹp mắt. Tuy nhiên thì dành cho những bạn nào muốn sưu tập cả trọn một cái bộ thì không nên bắt lẻ trộn lẫn từ những cái hộp khác nhau. Bởi vì sẽ có nguy cơ bị trùng. Đó cho nên là thường để review trên Toy Station thì anh có thể thường order nguyên cả một cái hộp nguyên như thế này. Để em này qua bên trái một chút xíu. Và không quên chiếc kẹ thân yêu. Let's go. Chúng ta bắt đầu với phát đầu tiên. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái hình demo của quả cầu trong suốt, trong đó có em Pikachu đang giắt tay Bellossom, siêu dễ thương luôn. Ở trên top thì cũng vậy. Ở hai mặt bên hông thì là danh sách đầy đủ của 6 pack có trong series 6 này. Và như vậy thì chúng ta sẽ có hai pack là có hai em Pokemon, còn lại thì là một em Pokemon đơn. Và trong đó đây có một em Legendary Entei và một em Pokemon Mythical Mew. Và tổng thể thì cái hơi hướng của series này là về mùa xuân nha các bạn. Đó. Đồng cỏ xanh rồi hoa lá khắp nơi. So cute. Rồi, và bắt đầu mở hộp nè. Đã kiếm thấy một cái sự khác biệt so với những series khác này nha các bạn. Lần này nó có một cái băng keo ở đây nè, mà chúng ta phải cắt ra. Đấy. Mọi lần thì nó làm sẵn cả một cái đường đứt quãng rồi đó. Mình chỉ việc bấm cái ngón tay vào đây và dở cái hộp lên thôi. Và lần này thì chắc là có một sự thay đổi nhẹ về thiết kế của cái hộp. Bên trong thì mọi thứ vẫn vậy. Vẫn là viên kẹo huyền thoại. Như bình thường thì đây là một cái list nhỏ của 6 quả cầu. Phần chính thì được wrap vào một cái phần bao ly lông bong bóng, bubble wrap. Ok. Chúng ta đã mở ra được ngay cái pack đầu tiên là cái pack trên hình demo luôn. Pikachu và Bellossom. Đó. Ôi, còn có cái chi tiết vòng hoa của Pikachu nhỏ xíu nữa các bạn. Đây, bèo vào đấy. Oh my god, so cute. Voila, và đây là sau khi chúng ta lắp lại hoàn chỉnh cái quả cầu này ha. Đấy, các bạn xem một vòng. Ok, bây giờ sẽ cho các bạn xem kỹ hơn. Đầu tiên thì đây chính là cái lớp tiểu cảnh gồm có cái phần đất ở bên dưới và phần cỏ ở trên. Cái phần đất ở bên dưới thì hoàn toàn là Rayman có thể làm láng luôn bởi vì chúng ta sẽ không có nhìn thấy nhiều. Nhưng mà Rayman vẫn cố tình thiết kế những cái chi tiết ở đây. Để mà ví dụ như trong một cái trường hợp nào đó mà các bạn chưng cái quả cầu nó ở phía trên cao ha. Đó, thì mình có thể nhìn ở góc dày. Đấy. Cái phần cỏ ở trên thì rất là nhiều chi tiết các bạn cũng đã thấy rồi. Nhưng mà nếu mà để ý kỹ á thì dường như là đang có một cái cơn gió nó thổi qua cái chiều này nè các bạn. Đây, cái chiều nó đi từ phía này sang phía bên kia ha. Đây nè, các bạn thấy không? Giống như là nó có... gọi là sao ta? Tạm gọi là những cái sóng cỏ đi. Nó cong theo cái chiều như thế này. Những cái bông hoa này nó được đính dính vào sẵn cho chúng ta luôn rồi. Một số những cái quả cầu khác thì nó có thể rời ra. Tiếp theo nhìn kỹ ở đây các bạn sẽ thấy có một cái nốt lòi lên như thế này. Để mà chúng ta sẽ gắn em Pikachu được cố định ha. Có cả sẵn phần hai dấu chân của em Pikachu luôn. Để mà nói cho chúng ta biết là chính xác thì em nó sẽ được quay ở cái chiều này. Chứ không phải là off như vậy luôn nha.
Về em Pikachu thì cũng giống như là những cái phiên bản khác, cũng không có gì để nói nhiều các bạn, ngoại trừ là cái vòng hoa được tách rời như thế này rất là thích. Nhưng mà để thử đeo cái bên tay trái này coi. Ok, được luôn. Nhưng mà theo cái thiết kế gốc thì em nó sẽ đeo lên cái tay phải như vậy. Đấy, bạn nào có chơi Pokemon Go thì chắc cái này cũng sẽ là khá là quen thuộc ha. Những em Pokemon đội vòng hoa. Ở ngay kế bên thì chúng ta sẽ đặt vị trí của em Bellossom, hay phiên âm tên tiếng Nhật là Kirihana. Mới đầu thì có thể là hơi bối rối vì kiểu là không biết em này đặt ở cái vị trí chính xác nó như thế nào các bạn. Nhưng mà chúng ta xoay một hồi cho tay em nó chạm vào lại của tay của Pikachu ha. Thì các bạn cũng sẽ cảm nhận được là cái chỗ này nè. Đấy, nó được thiết kế khớp lại những cái chiếc lá của em này. Ok, đó kiểu vậy nè các bạn. Ok, em Bellossom này được tiến hóa từ cái dạng basic là em Oddish, cái như là cái củ hành ấy. Hai cái bông hoa ở trên đầu em nó thì là ở thiết kế sẵn như vậy rồi nha, chứ không phải là em nó đeo thêm. Đấy. Nếu như các bạn có xem video về Terrarium Collection của lần trước, cái lần gần đây nhất ấy, cũng đã biết là chúng ta đang có một cái vấn đề nho nhỏ, đó là chuẩn bị hết chỗ trưng rồi mọi người. Cái ngăn mà anh có thể đã dành riêng để mà trưng cho Pokemon Terrarium Collection rồi một số những cái dòng Forest Extra rồi này nọ đi kèm theo á, đã chính thức đầy luôn rồi. Và trong đợt trước thì mình cũng đã nói là ok, sẽ suy nghĩ rồi kiếm cách quy hoạch lại cái khu đó như thế nào á. Tiết lộ với các bạn là mình vẫn chưa đụng vô. Thực sự là rất là nhiều thứ xảy ra luôn các bạn ơi. Chưa có thời gian để mà đụng tới nữa, khổ lắm. Mà đồ chơi thì cứ về toy station liên tục. Ok, cái đó để tính sau đi. Bây giờ chúng ta xem chúng ta có pack nào đây. Ok, trong cả một series chỉ có 2 pack là có một cặp Pokemon. Và đây là pack thứ 2 luôn. Oh wow, hai em này có một cái đế chưa từng thấy luôn nha mọi người. Chưa từng thấy cái dạng finish này luôn á. Rất là đẹp. Ở đây chúng ta có quả cầu của em Pokemon Koi, hay phiên bản tiếng Anh là Magnemite. Chính xác là hai em Magnemite, những em Pokemon nam châm hệ điện nha các bạn. Oh my gosh, hai em này rất là dễ thương luôn. Ê, sao em này có cái lỗ, chắc là để gắm vô cái phần hiệu ứng. Em bên này không có hả? Đấy. Nhà em Pokemon có thiết kế là một cái quả cầu hình tròn ở giữa, rồi có những cái con ốc cắm vào trên đầu, hai cái phần dưới này, không biết có phải là hai cái chân hay không. Rồi ngang hai bên là những cái thanh nam châm chữ U. À, có thêm một cái điểm khác biệt đó là em này mở mắt to tròn nè, còn em này thì cái con người bên trong giống như là đang cười ấy. À không, cái con người làm sao mà cười được, kiểu nhắm lại nhưng mà trông rất là vui vẻ. Sẵn cho các bạn xem phiên bản 3D của em nó ở trong game Pokemon Go. Đấy, là Magnemite ha, sau khi tiến hóa lên sẽ thành Magneton. Cái em này thì giống như là ba em Magnemite bị dính vô nhau vậy đó. Rồi tiến hóa lên cấp cuối sẽ là Magnezone, như là một cái chiếc đĩa bay nam châm. Thì chắc chắn thế nào trong tương lai chúng ta cũng sẽ có dịp được chiêm ngưỡng một cái quả cầu của những em Magnemite này mà ở cái dạng tiến hóa. Rồi, còn bây giờ thì cho các bạn xem kỹ chi tiết của cái môi trường này. Đây là cái đế ha. Nó mô tả một cái sàn thép các bạn. Đó, màu bạc metallic, rất là óng ánh. Có cái phần chi tiết màu đen ở giữa, giống như là một cái nắp hay gì đấy. Ở phía dưới phần đáy thì chúng ta có những cái chi tiết hình muối cam. Trông rất là mát mắt luôn. Tuy nhiên thì cái phần đế này trông nó sắt thép như vậy các bạn, nhưng mà nó nhẹ hều à, bởi vì nó rỗng nha. Đó, các bạn nghe không? Nó không như những cái phần đế của những cái quả cầu khác. Điển hình là cái quả cầu hồi nãy là cái phần đất và cỏ nó đặt luôn, cầm vào thì nó nặng hơn cái này nhiều. Ở đây chúng ta có những cái đường chìm hằn xuống và đánh dấu sẵn để mà để cái chi tiết này nè các bạn. Đó, gắn lên. Và cái này thì anh có thể cũng không biết chính xác nó là cái gì. Nó giống như là một cái trạm biến thế hay là một cái nói chung là một cái gì đó nó liên quan tới điện đó mấy. Tiếp theo là hai cái hiệu ứng màu vàng như thế này các bạn. Chắc chắn đây là những cái hiệu ứng sạc điện của hai em Pokemon rồi. Ok, nhưng mà nhìn như vậy thì không biết để như thế nào nhỉ? Vậy hả? À, chắc chắn là cái phần này nó dành cho em có cái lỗ đằng sau rồi. Chúng ta gắn vào như vậy. Ok, đúng rồi. Đấy. Còn em này thì dường như là chỉ có thể gắn vào như vậy hả? Úi, hay không? Nhìn theo như trong hình thì em này sẽ xoay vào đây. Rồi, và để vào quả cầu. Pop up. And done. Đây, các bạn thấy sao? Nhìn cũng thú vị chứ bộ. Chỉ có một điều duy nhất đó là các bạn sẽ không có thể nào mà nghiêng em này quá được. Nghiêng cái đổ nè. Những cái hiệu ứng của em này nó không có được gắn xuống một cái điểm gì đó trên sàn ha, mà chúng ta sẽ để tự do. Và đó là quả cầu trong suốt thứ 2. Tiếp đến với part thứ 3 nhé.
Wow, cái pack này mới cầm vào đã nặng rồi các bạn. Cảm nhận kiểu nó nặng gấp đôi những cái pack kia luôn hay sao ấy. Để xem nào, phải không? Entei, yes, đúng rồi. Quả là một em legendary, huyền thoại có khác. Wow. Ôi, nó đẹp quá các bạn ơi. Oh no các bạn ơi, những cái pack này nó rất là đẹp. Nhưng mà đây đây đây, cái đế nè, nó bị lỗi rồi, nó bị hở lên như vậy nè. Oh my god. Đúng ra thì nó phải sát xuống như vậy ha. Đó, nhưng mà chắc là thiếu keo. Đấy, cho nên nó bị bung lên vậy các bạn ơi. Nhưng mà cũng khá là may mắn thì cái lỗi này anh có thể nghĩ là sẽ dễ dàng sửa được thôi. Mình chích một tí keo vào đây á, rồi bóp giữ lại như vậy thì ok, đỡ hơn là bị gãy hẳn hoàn toàn ra rồi, hoặc là bị thiếu pack. Cái chi tiết đỏ trong suốt này, đó là cái hiệu ứng lửa. Entei là một legendary Pokemon hệ lửa nhé. Rất là đẹp. Đây là cái hiệu ứng khói và chúng ta có thể thấy cái phần này nó được ráp thành từ hai cái pack riêng biệt. Bình thường thì Rayman cũng sẽ để tách rời cho chúng ta tự ráp lại, nhưng mà có thể là do tính chất của cái pack này nó sẽ không có đứng vững ở trong cái quả cầu cho nên là họ đã dán sẵn cho chúng ta luôn rồi. Ok, thì các bạn có thể thấy là những cái đường nhấn nhá màu tối rồi trắng kiểu tạo nên cái hiệu ứng khói lửa. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó là Pokemon huyền thoại của chúng ta, Entei. Trang trang. Nhìn tổng thể thì em nói có một cái kích thước to hơn hẳn những Pokemon kia và rất là đẹp. Tuy nhiên nhìn siêu soi, siêu sát lại. Đấy, ngay chỗ này em nói đã bị một cái lỗi về sơn rồi, kiểu như là chỗ này như nó bị ịnh vào ở đâu hay sao á, nó hơi bị loang lỗ chỗ này nhá. Rồi tiếp theo ở cái phần con mắt ở bên trái nè, đó chắc ở cái công đoạn nào đó thì một anh đã quên chấm cái con mắt bên trái cho em này rồi, hoặc là nó tự bị tróc ra bởi vì mắt ở bên phải nè. Đó, ok. Và không biết là em này có phải là phiên bản shiny không các bạn, nhưng mà cái bộ lông có vẻ như là hơi sậm hơn là cái phiên bản ở trong game. Đấy, đáng tiếc là mình đã không có săn được shiny của em này, đây chỉ là phiên bản thường thôi. Mà nhìn cũng rất là dũng mãnh. Còn đây là phiên bản Shadow. Để ráp lại thì đầu tiên chúng ta sẽ ráp hai cái phần này lại với nhau. Và coi bộ hơi khó nha. Vậy, ủa sống tù quá vậy. Yeah. Ok các bạn chờ xíu nha, xem nào. À, vậy. Có thể là sẽ phải ráp luôn cả cái phần hiệu ứng lửa này chăng. Đó. Từ từ nha. Wow, ok. Gắn em nó vào nó hơi kiểu là nó hơi khó một chút xíu các bạn. Nhưng mà sau khi hoàn thành thì các bạn xem nào. Chúng ta có quả cầu thứ 3. Bắt tiếp theo nào. Một em màu xanh hay cỏ. Các bạn nào chưa biết thì đây là một em Pokemon hệ cỏ, tên phiên âm tiếng Nhật là Kimori. Và các bạn xem nè, tướng em đứng đúng thế kiết luôn, đang đứng chill, tựa vào cái cây. Nhà sản xuất đã chừa sẵn cái phần khoét ở đây nè, đó là cho phần đuôi của em nó ha. Mới đầu thì mình tưởng là cái hai cái chân của em nó đứng đó, cho nên là ủa sao kỳ vậy, sao đứng mà ôm cái cây dữ vậy. Hóa ra là em nó đứng như vậy các bạn. Ok, đấy, và lấy ra một lần nữa cho các bạn xem chi tiết của cái phần tiểu cảnh nè. Cái phần đất này thì trông giống như là ở trong một cái khu rừng rồi, đất nó khá là ẩm ướt ấy. Chi tiết của cái gốc cây rất là tuyệt vời. Ở đằng sau giống như là bị gãy một cách tự nhiên. Hai cái lùm cỏ mọc ra hai bên. Và mọi thứ được tính toán một cách rất là vừa khít với nhau. Em Pokemon Draco này được hoàn thiện một cách rất là ok. Một cái đuôi kép quen thuộc và điểm nhấn. Tuyệt vời. Tới pack thứ 5.
dường như khó có thể thiếu được những cái pad mà có hiệu ứng nước nha các bạn. Bởi vì đơn giản là những cái chi tiết nước này luôn luôn gây được một cái sự ấn tượng nhất định. Nhìn những cái chi tiết này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái phần nó ở trên mặt nước, em Pokemon, rồi kể cả là những cái phần nó ở dưới mặt nước nha. Đầu tiên nên có thể nghĩ là nó sẽ vào như thế này. Xem nào, cái hướng của nó có vẻ như là như thế này. Rồi, ok, đúng rồi, cái chiều này các bạn. Sau đó thì cái phần nước này nó sẽ lên đây chăng? Rồi, đúng luôn. Và ở trên mặt nước thì nó sẽ có một cái lỗ để mà chúng ta cắm cái nhánh hoa này xuống. Wow, cái này khó nha. Để xem nào. Vâng, để lấy ra trước. Rồi, được rồi các bạn. Tiếp theo, em Mew sẽ giống như là đang nằm ở trên hòn đá. Và cuối cùng, điểm nhấn một cái hoa sen trong suốt. Wow. Các bạn thấy sao? Rất là đẹp luôn ấy. Rayman đã thiết kế cho cái hòn đá này kiểu là nó nửa ở trên và nửa ở dưới phần nước. Và khi nhìn từ cái phía quả cầu ở từ ngoài vào, bên dưới lên thì thấy hết tất cả những cái chi tiết phần đáy sông nè ha. Đó, phần cát ở bên dưới, rồi nửa cái hòn đá bên dưới nè. Kèm với cái phần gốc của cái cây bông ở đây. Nhân vật chính của chúng ta ở trong cái set này đó chính là một em Mythical Pokemon. Pokemon huyền ảo, Mew. Và em nó đang nhìn tò mò cái bông hoa sen. Thử nhẹ để cái set này lên một cái nguồn sáng xem nào. Ok, cũng không có tác dụng. Bởi vì mặc dù là cái phần nước trong suốt nhưng mà nó đã bị cái phần đáy cá các bạn, nó block hết cái phần ánh sáng rồi. Kiểu sao thì nó rất là tuyệt vời, dễ thương luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với part cuối cùng. Chắc chắn không ai khác ngoài em Pokemon Warp Buffet, hay còn gọi là Sonasa. Bạn nào có theo dõi series Pokemon từ trước đến giờ đó, chắc chắn là sẽ thấy rất là quen thuộc với lại cái nét mặt của em này. Nếu như không lầm thì em Sonance này có một cái câu chuyện đó là trainer của em đang muốn đổi em với một em Pokemon khác. Nhưng mà có một điều trớ trêu là em kiểu như hình dạng kỳ cục và xấu quá cho nên là không ai muốn đổi hết. Cuối cùng thì vô tình lại bị đổi cho băng Rocket, Musashi và Kojiro đó. Rồi từ đó thì em nói rất là vui và kiểu trung thành với lại băng Rocket luôn. Không biết là em nói lúc nào cũng vui như vậy thật hay là kiểu cái nét mặt là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là nhìn vào mình thấy được một cái tinh thần rất là vui vẻ và phấn chấn các bạn. Nhìn kỹ thì cái đuôi em này nó có hai con mắt nữa các bạn. Hơi kỳ quặc nhưng mà cũng dễ thương. Đây có thể là một cái góc nào đó trong thành phố ha. Có cái biển chỉ dẫn đường nè. Rồi một cái góc tường. Có cái chậu hoa nhỏ trên đây. Và các bạn có thể nhìn thấy được chi tiết của phần đất, phần nền cũng như là cái phần tường nè. Tuyệt vời luôn. Ok các bạn ơi, và cứ như thế chúng ta đã hoàn thành được bộ thứ 6 của series Pokemon Terrarium Collection. Nhấn mạnh thì đây là cái series chính, còn ngoài ra thì Pokemon Terrarium Collection nó cũng còn những cái series extra nữa, phiên bản Alola rồi phiên bản Forest. Cho nên nếu tính tổng cộng lại luôn thì ở trên Toy Station chúng ta đã review được hình như là cũng phải mười mấy bộ rồi. Và không biết các bạn thì sao nhưng mà anh Khoai Tây mặc dù là tới tập ngày hôm nay luôn rồi, vẫn luôn luôn rất là háo hức mỗi khi nhận được một cái hộp mới nguyên của dòng này. Cũng thật là tự hào và vui sướng bởi vì anh Khoai Tây cùng với tất cả những fan của Toy Station đã được có dịp biết đến và chiêm ngưỡng cái bộ này từ những cái series đầu tiên cho tới tận bây giờ luôn. Và chắc chắn là trong tương lai anh Khoai Tây vẫn sẽ tiếp tục. Chỉ mong là nếu như các bạn vẫn còn yêu thích cái series này thì hãy cho video này một like thật to nha. Đừng quên comment cảm nghĩ của mình ở bên dưới nữa. Rồi, còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh Khoai Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Khoai Tây sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.